Cái này là mình đi nhổ về mình ăn hay mình bán ha? Mình ăn hay mình bán? Nhau. Dạ. Nhau. Là ăn hay bán coi hỏi thiệt á. Nhậu. Nhậu hả? Vậy chứ nổi ăn các bạn nha. Nhổ về để ăn nè. Đó. Ôi nó chạy. Thấy chưa, đây là xe đi về tìm nấm nè. Ồ, thấy chưa, người ta cũng liều quá ha. Xe để đó không sợ mắt. Liều thiệt chứ. Đây, trời ơi, cầm cụ đi các bạn thấy chưa. Quá dữ. Đó, đông các bạn thấy chưa. Bao nhiêu chứ chị? Đi là phải lấy cây mình dạch dạch như vậy là mình mới thấy nó vậy ha. À. Đây là người Giang các bạn ơi. Nói chung ở mùa nấm tràm rất là nhiều người đi nhổ ha. Nấm tràm này ăn là chết đó. Ăn là chết rồi, là chết thèm luôn các bạn ơi. Chết thèm nữa. Nhiều không? Em nhiều. Dạ được như đây nè. Một đó được như đây. Ôi. Đại chứ liệu. Dạ, đây được như đây nè. Dạ. Dạ dạ. Đâu? Ấy cũng ít ra đâu có nhiều đâu. Sạch sẽ. Cũng nhiều. Đó, các bạn thấy chưa? Cô này nhổ nhiều nè. Mấy hả? Quá trời luôn. Rồi. Quá dữ các bạn ha. Thôi mình đi chỗ chung với mấy cô mấy chị này đi. Dạ đúng rồi. Các bạn ơi, mấy cô này thấy biết lên mạng hay gì đó, cô cười quá trời luôn nè. Sao đâu? Dạ đúng rồi, có sao đâu. Dạ vui mà phải không? Cái này là cái bằng cái này là vì muốn thích. Yeah. Cái này là mình đi nhổ về mình ăn hay mình bán ha? Mình ăn hay mình bán? Nhậu. Dạ. Nhậu. Là ăn hay bán coi hỏi thiệt á. Nhậu. Nhậu hả? Vậy chứ nổi ăn các bạn nha. Nhổ về để ăn nè. Đó. Cái chị này mắc cỡ các bạn ơi, mắc cỡ. Mắc cỡ có gì đâu. Đây nắm chậm. Trời đây một ổ luôn nè, MVP nói. Đây từ để lại quay cái cô nhổ nha. Đó các bạn thấy chưa? Trời ơi một ổ nữa các bạn ơi. Một ổ luôn nè. Cô nhổ đây, cô ngồi nhổ đi. Tại sao đâu nè. À đó, các bạn thấy chưa? Trời ơi sướng quá các bạn ơi. Ở đây bản một hình ổ rồi nè. Nè đây nè. Dạ nhổ đi cô, có gì đâu. Nhìn cụ này con quen mấy. Dạ đây nè. Đó. Con này cho mình được có bụi này đấy. Đi mồi chút. Còn không? Vậy là bé rồi đi rồi đi mệt chết tại nhớ. Rồi. Đây nè. Mà sao nó con trai mà nó đi giờ ghê bắp. Đó các bạn thấy chưa? Quá trời quá đất luôn các bạn ha. Đâu mà mọc ổ luôn quá đã đây nè. Còn nữa còn cây này. Bên kia nước kìa, trời ơi các bạn thấy chưa, quá trời luôn.
Các bạn thấy khi mùa nóng tràn các bạn thấy gì vui các bạn? Quá vui ha. Dành nhau vui thiệt chứ. Đó. Đó trời đây nè, trời quá trời rồi các bạn ơi. Sướng không? Ừ. Ồ văng á, ồ văng mình thấy gì bé? Anh mày anh bầu bè là ngoài rồi ăn. Quẩn luôn cô. Hả? Quẩn luôn. Trời ơi, không tội ăn lại chứ bạn chơi. Đi đó, đó nhờ đến cô ơi. Mấy con này kiếm kiếm hay quá. Mày mày cô này mày hay nè. Dạ. Mày cô này mày hay á. Sao con hay? Mày nhổ quá trời đó. Con nhổ gì ít mà, ít hơn ít ít hơn cô. Giỏi á. Cái rồi giờ là giỏi lắm rồi đó. À. Cái cô lên, cái cô lên hành trình khám phá nha. Dở YouTube hành trình khám phá là hai cái cô ở chảnh á. Đây đây đang cô nữa các bạn. Đây nè, anh em thấy con rắn hữu hành các bạn. Bóng lưỡng luôn rồi thấy chưa? Đó, kinh khủng. Bây giờ mình nhiệm vụ mình sao? Bắt nó thôi phải không? Bắt nó về làm. Trời ơi, dài kinh khủng luôn rồi ơi. Tuyệt quá. Rồi bây giờ bắt nó nha. Bắt nè. Đây đây đây, mình đây nè. Mình nó chơi là cái môn gì mình cũng quất hết được các bạn ha. Hậu hành thì gắn thì chơi gắn thôi. Ui nó chạy. Đặc biệt con gắn hậu hành này nó không cắn nha các bạn ha. Nó chỉ các bạn bắt là nó quất cho một đống cứt thôi là hái không xuống gió. Phải không? Đó, đây. Đây là gắn hậu hành nè. Trời ơi, hậu hành má ơi luôn. Các bạn ha. Đây đây. Cuốn cây cho cuốn cây luôn đi. Thấy không? Đó. Rồi bây giờ mình cứ đi tìm nắm tiếp thôi chứ sao ha. Gặp con nào bắt đó, gặp rắn bắt rắn mà gặp gì bắt bắt hết. Con rắn rắn con rắn nè các bạn, con rắn nè. Mình đây mới bắt một con các bạn thấy không? Bây giờ còn con nữa nè. Con này hơi to nè, hơi con này luôn á. Trời ơi kinh khủng. Ôi giời các bạn thấy chưa? Vô rồi, vừa vô nắm vừa vô rắn luôn ha. Ngon. Đủ thứ. Trời ơi nó bóng lưỡng à. Con này xào với hành nữa ngon, bá cháy một chét nữa, bắt cho nó cuốn vô con rắn luôn các bạn. Chạy đâu hai con các bạn, hai con nè. À đó, trời ơi các bạn kinh kinh khủng. Ui con gà nha, con gà rừng nha. Rồi có rừng á, có gà rừng nữa các bạn ơi. Đâu ôi đang ngắp nè. Ôi trời ơi cô gà rừng này các bạn thấy không? Đây cái thấy á, đây nè, em xin gọi đừng đừng gọi ngay, gọi gọi xếp xếp rồi thấy nè, nằm ngủ các bạn, đó, tiến tới tiến tới tiến tới tiến tới tiến tới, ôi nó, nó, giờ chụp nó luôn hả? Chụp đi ông Tấn ơi, Tấn ta chụp, nè, nếu bay ra là mình vuốt luôn không? Bay thẳng là mình chứ đâu? Từ 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 lấy cây. Anh mới bắt các bạn ơi. Bà quýt đi, bà chụp đi, bà chụp đi. Ô, dính nè các bạn ơi, dính nè, dính nè. Dính nè, dính nè. Mày là con luôn, ế là con nè. Trời ơi, cũng hết là mua luôn rồi. Gà này phải là gà gừng thôi. Gà gừng. Gà rừng. Gà gừng 100%. Em ơi, chiều nay 100%. Nè con gà gừng con nè. Nè, gà này gà trống luôn nè các bạn. Ủa? Đúng rồi. Trời con rắn bự vậy hả? Ừ, bự vậy nè. Vô 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 rồi, con gà rừng con rắn rồi các bạn ơi. Vô rồi hen, vô. Trời ơi, dây bội thu luôn, lớp nấm rồi. Nè con. Rắn rồi lớp gà. Quá dữ. Ôi giời. Vô 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 rồi, vô rồi. Ôi vô gà gừng, đâu đâu đưa gà gừng coi nè. Đó các bạn thấy chưa, chín chóng 100% gà gừng các bạn ơi. Trời ơi, chụp
chụi hết lên lông đuôi luôn, không còn cầm lông đuôi luôn nè. Rồi bây giờ vô rồi ha, bữa nay là vô dữ dằn. Thôi giờ thì sao, tiếp tục bây giờ tìm núm mình chứ sao giờ. Các bạn thấy phơi, các bạn phơi ha, quá phơi, mình có thấy phơi mà nói chi các bạn. Quá ngon. Rồi còn có cái trống nào không? Bây giờ con cắn này cầm bây giờ dữ dằn, không biết chỗ đâu cầm nè. Lòng quá trời các bạn thấy chưa, lòng quá ấy. Hai gắn không hành cũng khiếp. Bây giờ còn nửa ký. Đó. Các bạn. Sướng lắm các bạn ơi. Giờ cứ đi kiếm. Ôi ơi, trời ơi, gần ngủ luôn quá. Quá dữ. Nắm trời gà, ơi gà, gà trời nắm. Trời ơi, lọt trời. Quá hấu. Rồi ít cứt này, ít cứt nè. Chập này đa số gì, ít cứt cho rồi, ít tiêu cái tay luôn các bạn ơi. Trời ơi, còn cái tay đâu nè. Cứt, trời ơi, cứt. Bắt rắn này phải chịu, cái này cứt ghê lắm. Lấy cái bọc lại cho nó bỏ rắn vô. Ghê nè. Đây. Đấy, nè, tính lại nè. Rồi các bạn ơi, nói chung là sau một thời gian mình đi lụm, đi cụm củi, đi dạch lá để nhổ nấm ha, nấm tràm. Thì bây giờ nói chung là cũng 12 giờ khuya. Giờ cũng đuối, rồi phải về các bạn ơi. Thì thành quả của mình đó các bạn thấy không? Đây. Thành quả của mình đây là được cũng được khá ha. Thấy chưa? Các bạn thấy nè. Đó, cái này cũng được rất khoảng 5-6 kg gì không nhiều. Đó, thấy chưa? Đây nè. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, đây là mấy ông anh mình nè. Đó các bạn thấy chưa? Đó, mấy ông anh đi nhổ chung kiểu mình. Đó các bạn thấy chưa? Đó. Thì đây. Mình đi nhổ nấm thì các bạn thấy được gì? Mình cũng nhổ được một mớ nấm trứng gà trứng ngỗng nữa ha. Đó. Đây. Một con gà gừng. Và ba con gà con các bạn ha. Gà gừng á, đây hai con rắn hổ hành. Bạn thấy mình bắt rắn ghê không? Bắt rắn mà cầm hai con rắn khối thối kinh khủng ha. Đây. Ba con gà con. Nuôi nữa thì đúng bài các bạn ha. Rồi. Clip đi nhổ nấm tràm của mình tới đây là kết thúc các bạn. Các bạn yêu thích thằng Giang Phá nhớ đăng ký nha, để xem những cái thú vị và những cái trải nghiệm cho nó ok các bạn. Rồi xin chào các bạn nha.